Trời, chim nó ăn nè. Nguyên cái trái này nó ăn. Hello, xin chào tất cả mọi người đã luôn yêu thương và đồng hành cùng với kênh Cuộc Sống ở Úc khi tôi cùng đam mê của em nha. Hôm nay là em đi quay một cái farm thanh long ha, ở khu Wagga. Cũng tương đối là xa ha, sáng giờ chạy khoảng 3 tiếng đồng hồ rồi. Thì đây, là bây giờ em đang ở cái thao này. Và bây giờ đang chuẩn bị đợi cái cô chủ cổ xuống rồi xong rồi mình mới đi chung với cổ để mà đi nha. Mình đã tới cái farm đằng sau lưng mình là thanh long nè. Đằng sau lưng nè. Chút tôi bây giờ cho tôi ăn coi. Ăn trái. Vô tới vườn mà tụi giờ ăn. Thì đó bởi vậy. Vô tới giờ nó lựa trái nào đỏ đỏ nhỏ nhỏ quất coi. Nhỏ gì cũng hợp giống nhau. Wow. Quá trời. Trái này ngọt không chị? Quất trái này nha. Quất trái này nha. Được không? Đây. Đây. Cắt trái này ăn trái này coi. U cha. Nó còn cái bông luôn à. Đã chưa? Bên này ha. Tét ra. Ngồi dưới gốc thanh long ăn thanh long. Quá trời thanh long bạc ngàn. Thanh long bạc ngàn luôn. Ngọt quá trời là ngọt. Ngọt lắm. Trời ơi ngọt dễ sợ luôn, ngon quá. Ăn hết trái này lắm. Ngon. Gì hết. Nước trời mưa xuống mà trái vậy đó. Cái này là organic. Mà cái trái này bị nứt rồi nè. Rồi, nứt là do trời mưa hả? Ồ, cái nước, chắc là nước, con gì nó ăn rồi. Ừ, nứt trời mưa nè. Hai trái này nứt rồi hả? Ừ. Hai trái luôn. Cắt bỏ khúc chỗ đó thôi, đâu có sao đâu. Tại vì phân cái này mình đâu có tưới cái gì đâu mà sợ. Bập nè. Được, không có đúng quần nữa hả? Đây. Trong đúng quần á. Tôi ở nhà tôi kiếm mấy trái nước này tôi ăn ngọt dữ. Quá trời ngon. Cái này không phải trời mưa mà nó bự quá cái nước á. Đặc biệt là không có bỏ phân gì hết trơn á. Bị bệnh này nó bị thương này. nó dẫn trái bự này dạ, thấy không trái bự. Cái đâu phải nhánh mập mà cái trái này nó nhánh chút xíu à mà nó bị gãy bị đầy kia mà vẫn có trái. Trái bự nữa là khác, trái này cũng phải 700-800 gram luôn. Như đây không là có khoảng chừng 3 ký có rồi, 3-4 ký có rồi nè. Không. Là cái này là một năm á mình ăn 3 tháng rồi hả chị, còn bình thường là mình bỏ hả? Bình thường không phải bỏ mà mình để nó vậy đó hả? Ừ. Không chăm sóc gì hết. Không, một năm mình bắt đầu vô tháng 3, tháng 4, tháng 5. Là ăn nửa bông rồi trời. Tháng 2 bắt đầu nửa bông mà nó có trái ít á. À. Rồi còn á, còn mấy tháng còn lại thì mình kệ nó thôi, nó lớn nó ấy gì mình kệ nó. Ừ. À. Được không? Ví dụ mà mình làm farm á là tới mấy cái mùa mà nó không có trái thì mình làm chuyện khác phải không? Hoặc là mình trồng xen kẽ được không? Được, trồng món khác. Không, ý nó giữa hai gốc này nè. Được, trồng cái gì cũng được. Trồng xả. Quá trời ơi đất coi nè. Hai cái trái bập úng. Cây người ta tốn tốt không mà trái nhỏ còn mình cây xấu, mình trái đẹp. Cái nước nào ăn cũng ngọt quá. À, tại nó chín quá rồi đó.
chơi luôn cặp luôn. Ủa, đây không? Dạ nãy giờ quay nhiều dữ rồi, quá trời luôn. Thanh Long ăn tốt lắm đó. Cái này người ta ngày mai người ta lên cắt chắc cũng dữ lắm à. Ui cha ơi, bự dữ vậy con nhện, coi chừng chứ ơi, con nhện bự quá kìa. Mấy trăm ký rồi, mai người ta dự trù cắt. Trời ơi, coi con nhện mập ú rồi, trời ơi. 600 ký luôn hả? Là chắc bán chợ chợ gì gần mặt lên nồi với chợ xe mê xịn bữa gì? Lúc chăm thì không ấy ha, còn lúc mà hả bỏ cái nó vậy nè, thấy thương không? Thương rồi. Tôi có công ăn việc làm khác tôi mới bỏ. Dạ. Nhưng mà vậy cũng là cái kinh nghiệm. Dạ. Ồ, trái nó bự dễ sợ bự luôn á. Ồ, có nè. Nó nứt luôn. À nứt rồi hả? Chu cha nó bự. À nó nứt rồi, hàng chi. Quá trời bự luôn. Trái cả ký luôn. Hai chó thì đi qua cho chó ăn. Mừng lắm à. Thôi em đứng ở ngoài nha. Sao con? Dù chó tiếng cũng lớn nữa. Thôi em sợ nó nhảy lên quá. Muốn đi ra hả? Trời, chim nó ăn nè. Nguyên cái trái này nó ăn. Em à.